Rồi, bà Bông Phở xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, bà Bông Phở đang ở nơi đây rất là tang thương, rất là làng lũ. Ở Lào Cai cả nhà, một cái bản làng mà bị lũ đó quét sạch á. Thì khi mà lần đầu tiên tới cái bản lũ này, cái đập vô mắt chúng ta đầu tiên đó chính là những cái hòm. Hôm nay là ngày 13. Bây giờ là ngày 13 tháng 9, là ngày thứ tư. Ngày thứ tư để lũ quét ngày 9 tháng 9. Thì hôm nay đã ngày 13 tháng 9. Lúc mới tới, bọn Phở cũng sợ lắm. Tại vì người ta không có cho vào. Bọn Phở cũng có một chút kỳ cục mới vô được tới đây. Tại vì nguyên tắc á, bây giờ mỗi người có một cái nhiệm vụ khác nhau. Ai vô đây thì nó cái công tác người ta tìm kiếm, nói chung nó đau thương lực lượng quân đội trong đây làm việc ngày làm đêm. Chúng ta hình dung vậy đi, chúng ta vào đây nhiều thì nó sẽ gây cản trở trong cái công tác hiện tại cần thiết của ở đây cho bản nũ này đó. Thì cho nên mọi người đừng có thắc mắc là sao mà buổi sáng bà ông Phở cùng một buổi sáng mà bà nãy bà ông Phở mặc cái áo màu xanh, rồi bây giờ lại mặc cái áo này đó, rồi nên là cũng sợ lắm, cầm máy quay cũng sợ. Xin nói thêm á, là cái mục đích của bà ông Phở có mặt ở đây đó là bà ông Phở muốn mọi người cùng đóng góp ở đây. Thì chúng ta không có đóng góp bất cứ một cái gì, bà Bốn Phở cũng xác định ngay từ đầu là hiện kim mà thôi, để tái thiết cuộc sống cho bà con. Thôi thì bà Bốn Phở rất là cảm ơn mọi người đóng góp từ hôm qua tới giờ. Lúc mà bà Bốn Phở đi, bà Bốn Phở có báo trên Facebook thì mọi người đang đóng góp, đang đồng hành, đang dõi theo, đang lo lắng mọi thứ. Bà Bốn Phở rất là cảm động, nên bà Bốn Phở rất là cảm ơn tất cả mọi người ha. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu video mà lúc nãy bà Bốn Phở đi tới bản lũ với sự trợ giúp của người địa phương cả nhà ha. Ông chạy theo từ từ để né cái máy quay của truyền hình để người ta tác nghiệp. Ông chạy theo. Ở đây còn không có chở tớ đâu, có ai lấy từ các nơi về chạy thân được không anh? Dốc này mình sợ nó tụt, nó nặng quá nó tụt xuống. Đi vào trong này. Chờ em nha. Rồi, à, quay à? Dạ. Nghe chú về nhé.
người hả? Trên đó có cái quán ha. Dạ. Dạ. Vậy là người ta đi tìm thuốc trên đó đó ha. Đấy, đi tìm về đấy. Về giờ nghỉ trưa. Cách đây xa không? Đấy, ngay trong này. Đi tiếp. Đi tiếp vào. Đi. Đi ha. Ngồi đây. Dốc quá chạy được không anh? Xe yếu không? Để sáng giờ thêm được mấy nữa rồi phóng. Tìm thêm được ai không? Có. Nhóm này thì không có tìm ra. Này không tìm được, còn này. Nhóm này không tìm. Chủ yếu là lực lượng người kia thôi. Lực lượng này không tìm được. Chủ yếu là lực lượng bộ đội thôi. Bắt đầu là đầu nguồn là chỗ kia. Đây, xuống chỗ này đứng nhìn. Mấy bỏ mẹ rồi. Gì? Sao vứt mũ cối ngoài kia rồi? Ừ, dạ cối. Đấy, cái đầu nguồn kia. Bắt đầu từ ở trên đấy nó xuống á. Cái đỉnh núi kia nó xuống. Bây giờ xuống vào cái đường kia đứng nhìn nó mới rõ hơn. Dạ. Yeah. Xuống đi em ạ. Dạ. Đường kia, đường đi vào. Đường kia, đó qua quả đồi trên. Ở đó, đấy, trên cao luôn. Đường vô kia đi ha. Thì bây giờ chúng ta quay lại nha cả nhà. Đi qua cái hướng này để tiếp cận gần hơn cái chỗ bắt đầu á. Bây giờ phải đi bộ. Đây là cái nhà còn sót lại nữa. Còn sót lại mười mấy cái căn nhà đó. Anh chờ em đi với nha, chậm chậm. Đó, đó là lý do tại sao bọn phở mang sẵn, sáng sớm nay là mang sẵn đôi ủng luôn. Mang sẵn đôi ủng luôn. Dạ. Dày cái dép này được. Ủng nhiều khi còn phải vứt ủng đi. Cửa ngã, trên đất đi. Vứt ủng đi là có thật đó.
thế chừng đất lùng nó mới đi được cho những cái đoạn đường người ta. Em nghe nói là có những cái đoạn mà nó đúng sụt luôn á anh, nó sụt cả 2 mét á, rất là nguy hiểm. Đây. Trước mặt á, nó sụt từ trên núi kia xuống đó cả nhà. Anh chờ em đi với, chậm chậm thôi. Ủa anh, vậy cái kia là cái con suối là trước đây nó là con suối đúng không? Cái suối bé đó mà kìa, trâu chết kìa. Đấy. Trời ơi. Đấy, trâu chết. Hồi tranh thủ lúc đấy, tranh thủ lúc cơ quan người ta nghỉ ăn trưa, mình tranh thủ mình bay phải live cam chứ người có người ta mình không bay được. Sát một con trâu tội quá. Còn được một cái dãy nhà kia, mấy căn nhà kia nữa cả nhà. Phơi thóc. Có cái gì ăn đây? Nói sắp mệt nhỉ. Làm sắn này còn nước lũ về. Bay hết rồi mày. Đấy bây giờ em có cái gì thế. Nắp. Nhà chị không bị sao hả? Đấy ở dưới đây. Có còn nhà hả? Còn nhà chứ. Là cái nhà màu xanh đó là nhà chị đó hả? Nhà em mà. Dạ. Vâng. Gia đình cũng ổn hết, không sao hết. Không ổn đâu, không bị làm sao. Ừ. Còn bà con, có bà, những người mất có ai là bà con của nhà mình không? Bà con nhà mình thì có, nhưng mà bà thì anh với bác. Bác. Là mất bác hết. Bác trai, bác chị, anh chị, dâu, cháu dâu. Nên là anh trai, anh trai tìm ra được chưa? Tìm ra được, tìm ra. Chắc tìm được vài người nữa. Thế bảo là còn mỗi anh Vũ mới lại còn bác có tiền còn chưa tìm thấy. Vâng, còn hai bạn. Thế lại cái gì nữa nhỉ? Bảo là không biết còn ai nữa nhỉ? À, ba vườn nữa không tìm thấy nữa. Khu vực này bây giờ nó đang nấp sâu thế này. Nấp sâu lắm á, chắc còn 2-3 người nữa còn chưa tìm thấy. 2-3 người đấy là người nhà mình thôi. Đó là 2-3 người là người nhà mình. Bên kia còn mấy chục cơ mà. Ồ, bên kia dưới kia cơ quan chức năng đang đi dưới kia. Không, đấy là đội đi tìm kiếm đấy. Đội đi tìm kiếm đấy. Dạ. Thì đó, thì cũng là dân quân rồi đó đúng không anh? Hả? Cũng là dân quân rồi đó. Dân quân đấy. Tìm kiếm đó. Một đoàn người đang đi tìm kiếm vậy đó. Chưa, họ ở chỗ này rất là cao rồi. Ở đây là cao rồi hả anh? Nếu như chưa khá nhiều ở chỗ này chắc là một cái thung lũng rất là đẹp. Bản người Tày thường rất là đẹp. Anh ở đâu ạ? À? Anh ở không phải ở đây. Dạ, mà anh ở đâu? Ở tận dưới huyện Yên. Dạ. Trước đây cái bản này làm sao anh tải giúp em chứ. Bản làng người Tày thì thường là có vườn ao vườn rất là đẹp. Đúng rồi, có những ao cá rất đẹp, có nhà 3 tầng, nhà 2 tầng. Wow, những nhà sàn hả anh? Không, những nhà xây to ấy. Nhà xây to đẹp mà trôi bây giờ không còn nhiều. Kể cả nhà xây cũng trôi hết luôn rồi đó. Không còn một mảnh, gọi là mảnh bê tông. Người ta vẫn có vườn ao cá. Đúng rồi, vườn ao cá rất nhiều. Dạ. Anh đã tới đây rồi hả? Anh tới rồi, đúng rồi. Anh đã vào đây nhiều. Anh thấy đẹp. Ở trong này sống ở trong này bao nhiêu lâu rồi? Cánh đồng ở đây rất là đẹp. Cánh đồng rất đẹp. Thì toàn những ao cá tầm rất là to đẹp.
Ồ, ao cá tầm luôn hả? Đúng rồi. Cái đoạn suối này này, đây từ cái chỗ kia bọn ở kia ra chỗ này thì nên là nó có một bằng thế này nên nó có đồi núi gì đâu, tự nhiên là khe kia nó từ trên đồi kia nó đưa về chứ. Thực tế là đồi nó như thế này, có phải nó sạt đồi này đâu, mà nó ở từ trên kia nó đưa xuống. Từ cái chỗ này đây, nó hơi thoải lên này thôi. Đây, như cái đường bậc thang chỗ kia kìa, đấy nó cứ thoải lên thế rồi. Chứ nó có phải là nó dốc gì đâu. Để mà hình dung á, nếu mà chúng ta chưa đi nhiều chúng ta khó hình dung lắm. Bà không có hình dung được những lời anh nói. Đối với bà Bóng Phở, bản làng người Tài như là một kiến trúc sư của tạo hóa vậy đó. Nhưng mà nó sạt lở nhìn như cứ phải hết. Nó đưa đi hết rồi. Đưa đi hết rồi nhìn như. Còn cái tràn chỗ kia nhiều nhà lắm, cái tràn này nhiều nhà lắm này. Ờ, xong là cái tràn thôi. Cái tràn dọc từ đây lên đến cái chỗ chân đồi kia rất nhiều nhà kìa. Nhà xây, nhà đất mà. Anh đợi em xíu, mày phải like cam nói giùm em nha. Có một sự trục trặc, mạng yếu, ở dưới kia không có nên bọn Phở lên trên đỉnh núi nè, đỉnh đèo nè. Với lại lâu quá bọn Phở không có dùng máy á, nó hơi trục trặc cái app. Bây giờ đang tìm cách. Dạ ở đâu bay cũng tới ạ. Dạ anh đợi em chút, cảm ơn. Bây giờ chạy ra lại cái chỗ trong thời gian chờ đợi á. Hồi nãy mình chạy từ ngoài đầu bản vô tới cái chỗ này là chạy theo với người ta chở chiếc hòm này. Niệm vào rồi. Hình ảnh đầu tiên khi tới bản đủ đó chính là hòm. Đứng quay hay là đi tiếp? Đốt giấy rồi vậy thôi. Ừ, có vậy thôi. Từ bây giờ vậy là lễ xong rồi. Lễ là đốt giấy rồi, đơn giản vậy thôi. Vậy thôi là rồi bây giờ là đem đi chôn ha anh. Chôn chỗ nào xa không? Có thể là đi theo người ta. Thế được à? Bây giờ mới miêu ảo hở ạ. Của tòa ỉn miêu con ạ. Biết tương là ta đủ miêu. Đưa ngược vào trong cái khu vừa xong đi ra ấy. mùng 6 tháng 8 2019 là người này hả? Là sao? Em là mẹ của vậy là đây là con trai của tụi em là sinh ngày năm 2019 đó em vừa nói đó hả? Còn bà ngoại thì Chiêu thì ba hôm nay là được em thì con cả em ốm ở trên viện thì em con cả đi viện trước cơn bão cơ thì ở nhà còn có 9 khẩu thì hai anh với lại một cậu đi làm cũng thoát được, có lẽ em đưa con em đi viện trước cơn bão thoát được, còn ở nhà còn có bà ngoại em với lại con út em với lại em cậu với cháu thì hai người cứu được, hai người mất tích ạ. Hai người chết ạ. Cứu được là người ta chạy thoát được hả? Vâng. Trời, hai bố con ôm nhau trôi xuống nên người ta cứu được. Hai bố cảm ơn cô nhá. Vâng, đến nay chia buồn với gia đình của cháu. Vâng. Quá xúc động đấy rồi. Mẹ ôm đầu thì còn bảo là người ôm người ấy. Bây giờ lần này thì cũng thoát được. Có nhà hết cả nhà luôn. Nhà ai chết hết cả nhà. Các bác ở bên đấy là nhiều nhà là có hết cả nhà luôn. Hàng mấy khẩu chết hết. Vâng. Nhà Nguyễn Thị Hồng Diễm là chết hết cả nhà. Nhà Vân Diễm chết hết cả nhà. Vâng, cái biết học nó mấy rồi em không nhớ. Vân Diễm học lớp 6 rồi. Quá khổ đầu tiên. Quá khổ thật đấy.
Cảm ơn cô nhá, và anh ạ. Không biết được em vừa đến, không biết là bớt ở chỗ nào, bớt là chắc ở dưới sông chưa? Đang ở đây. Mời ông nhờ bé. Thăm phòng chưa? Cúng cơm chưa? Thăm phòng cái bé đi ăn cơm, đang ăn thăm phòng cái cô. Vừa cúng cho cháu. Hôm nay ngày 13, như vậy là xảy ra là ngày 10 phải không chị? Không biết là bị lũ quét là hôm ngày mùng mấy nhỉ? Hay 10 hay là ngày 9 chị? Bị á? Ngày mùng 9. Ngày mùng 9 vậy. Giờ đã 4 ngày mới tìm được cháu hả? 4 ngày mới tìm được. Hôm bác em cũng vừa mới đi cơm cấp tới xong là bà của nhỏ này. Bà của bé này. Là em vừa mới đi cơm về là xong rồi lại tìm, vừa mới chuẩn bị khênh bà đi thì tìm thấy cháu. Thế là bà khênh đi, cháu rửa ráy xong lại cho vào con này, con ấy luôn. À quan luôn. Mà con dân quân người ta nghỉ hết rồi, chưa đào được huyệt nên là lại phải để cho cháu ở nơi lạnh lẽo này lại. Và chờ. Bây giờ chờ đào huyệt hả? Chờ đào huyệt. Chờ đầu về xong rồi chờ, bây giờ gia đình em mất hết rồi, bên đằng này mất hết rồi, bây giờ phải chờ anh em xong rồi chờ dân quân người ta đào về đấy, không bắt đầu mới giúp để khanh đi ấy. Cảm ơn từ trước anh ơi, nhưng mà chúng ăn khai khiến nó thôi mà nó phải đấy bọn chiếc mệt tùn hết chân tay mệt đó. Trời ơi, chưa bao giờ nhá, cuộc đời chưa bao giờ tự cầm một cái xẻng, tự cầm một cái cuốc để lấp huyệt cả. Chết la liền lên kia, trời ơi, nhìn nó đau lòng khóc lắm. Khóc nữa, mệt không có sức nhớ tới hôm qua. Cái Nhung thì khóc chút ngày xong đèn đi, không còn đi được. Chứ nào cũng bảo đau hôm qua thì đỡ tí. Em bây giờ còn không có nhớ. Nhớ đi, buồn. Nhớ thì nó tự đi tập tàng nè. Cái Nhung ấy, đông chỗ nào cũng bảo đau, đi không đi được, chân không nhấc nổi. Nhà em hôm qua nó tụt xuống rồi nhá. Quân chân đấy, đào huyệt, chưa kịp. Hôm qua nước nó xuống rồi nhưng mà giờ nước lại ngâm lên giờ. Ôi chị ơi, nhà mình nước đâu hết rồi, không ăn nước ở đây à? Quanh nhà mình toàn nước không. Nhà chị cũng bị mất. Không, nó không đổ đi nhưng mà nước ngập xong với lại kiểu nó cuốn luồng, nó cuốn vào đấy xong vào chỗ nhà em ấy. Xong rồi giờ nước thì ngập úng ở nhà em ấy. Là cái phía bên kia hả chị? Đấy, cái phía bên này xong là nó lấy cây củi, cây gỗ vào xong là xác người vào quanh nhà, hôm nọ vớt được 6 xác ở đấy rồi. Ở xác nhà em như là từ nhà em nó vào hết. Nhưng mà từ hôm em đi từ hôm đấy đến giờ cũng chẳng không ở nhà được, cứ ban ngày thì đi dạo khắp nơi ra làm tối lại đi ngủ nhà khác. Hàng xóm là ở đâu? Dạ. Của hàng xóm là ở đâu? Cũng hồi em đi nhờ cái nhà tối hôm kia thì đi nhờ nhà hôm kia. Nhà bên kia, còn tối hôm qua em đi cố dắt con đi lên tận nhà bà ngoại ấy, ở bên xã khác ấy. Xong là sáng lại phải về. Và chồng thì mất nữa, rồi có ba mẹ con. Chồng mất khi nào? Rồi, chồng em mất là năm nay đó 4 năm rồi, chồng em bị ung thư. Xong giờ chỉ có mỗi ba mẹ con. Em con lớn bao nhiêu tuổi rồi? Thằng bé em 16, thằng bé em học lớp 9, 14 tuổi. 16 tuổi bé còn đi học không chị? Có, vẫn đang đi học nhưng mà mấy hôm nay mưa lũ này cháu. Em vừa mua sách vở cho con học nhưng mà bây giờ ướt hết rồi. Bây giờ chẳng biết làm sao, có gì mà để lấy lại cho con để đi học bây giờ. Chắc người ta cũng cho con người ta đi học nhưng mà em bây giờ cả hai thằng vẫn ở nhà không đi được. Không có điều kiện để cho con đi nữa. Có sách vở là bé đi được hay sao? Có sách vở thì bây giờ đường thì bây giờ ở ngoài kia thì bảo là sạt lở thì không có đường xe máy đi, thì không biết đi đường này thì đi được, nhưng mà em cũng chưa dám cho con đi vì em chưa có sách có vở gì cho con ấy, ướt hết ấy, nên em cũng chưa dám cho đi, em vẫn cho con ở nhà. Ba mẹ con như nhà chị này tên gì ạ? Chị Thương là con trai mất, còn con gái là bữa đi viện nên chị đi ha. Thằng con trai cả đi viện. Thằng con trai cả đi viện, thằng con út thì mất. Vâng, với lại mẹ chị này thì không đi lấy chồng, ở với mẹ. Vâng. Đây là chị gái con bác, em là con chú. Bây giờ là tổng cộng là còn bao nhiêu người chưa từng tìm được nữa chị? Tìm được bao nhiêu xác rồi? Trong ra cả thôn á. Em cũng không nắm được đâu. Vì bây giờ em không nắm được. Bây giờ chỉ bữa nay có tìm thêm được không? Sáng giờ sáng nay được bà với lại đứa này. Sáng là được hai bà cháu rồi đó. Vâng.
Sao hôm nay là được mới hai bà cháu này thôi. Hôm qua được nhiều phải không ạ? Hai bà cháu ở xa không, tìm ra được ở xa không ạ? Tìm ở tiết cuối làng đi. Cuối làng? Vâng, ở cuối thôn này. Cuối thôn là cái chợ. Cháu này thêm bà tận ngoài sông ấy. Tận ngoài sông đó. Thế mà tận ngoài sông ấy, thiết tới tôi ra sông rồi. Ừ. Thế thì cách đây tầm 7 cây ấy nhỉ? Wow, dữ vậy? Vâng. 7 cây trôi ra 7 cây, nếu mà bà ra gần thủy điện là 7 cây. Ra chỗ thủy điện là 7 cây, ra nước sông, sông chảy là 7 cây ấy. Ừ. Vì bây giờ mọi người có tập trung ở thủy điện, nó có chặn lại thì có tìm vào đó chưa? Có, vẫn có dân quân ở đấy mà, vẫn có đi dân quân chia đi tìm mà. Nhiệt tình lắm, chú bộ đội nhiệt tình lắm, ai cũng nhiệt tình ủng hộ. Lăng xả chứ, hơn cái chữ nhiệt tình rất là nhiều. Nhiệt tình đấy. Ừ, hơn cái chữ nhiệt tình rất là nhiều. Khá là nhiệt tình luôn. Ý kinh ở, ý kinh vậy. Dân nó quá là nhiệt tình. Thôi kinh nhé, kinh con ý vụng mà. Giờ cũng thật là dân cũng chết quá nhiều, giờ chỉ nhờ cán bộ với các chú bộ đội thôi, chứ còn dân bây giờ cũng không biết là nhờ vào ai nữa. Rồi nhà của chị Thương có mất hết rồi, làm gì còn nhà nữa chị. Bây giờ cũng có mất nhà. Rồi bữa giờ cũng không biết là ở đâu nữa, bây giờ cái đấy bây giờ tan hoang hết, còn gì. Rồi có tính toán gì chưa? Mọi người bà con có tính toán gì chưa? Chưa có tính toán gì, bây giờ vẫn còn tìm kiếm người. Bây giờ xác người còn chưa tìm thấy nữa chị ạ. Tính toán cái gì? Bây giờ tất cả mọi người là người nào có anh em hàng ở đâu là đi ra ở nhờ đây này. Đây này. Mợ để em mợ này ra tít cách đây mấy 3-4 cây ở nhờ, để làm gì có nhà mà ở. Nhờ cán bộ thôi chứ mà nhà em bên này, nhà bà ngoại em bên này bây giờ trong đằng sau đã sạt lở, mọi người còn đang không muốn cho ở đi ạ. Bây giờ ở đây bây giờ không ai ở chỗ nào an toàn hết. Đằng sau nó nứt nẻ hết rồi. Không biết chơi nào sống hôm nào không. Khu này ở trên này cũng bắt đầu là chị nhìn thấy cái đường bên nhà này chưa? Chị lên chưa? Nó sạt hết hẳn một cái đường sắp xuống được hết rồi. Đường bê tông sạt hết. Bây giờ chị làm sao là thiện nguyện. Bây giờ chị làm sao mà cầu thiện mong nguyện. Là kiểu như là sẽ đúng đi rồi, thiện nguyện sẽ di rời dân ra một chỗ khác thì ở ấy, cho nó an toàn hơn, chứ trong này em chỗ này không ai chỗ nào an toàn rồi, chỗ này thì có phải rồi cùng đoàn Hà Tĩnh không? Dạ không, em đi một mình. Đang yên bình không ngờ cái làng ấy như thế này, không thấy bao giờ. Ủa rồi chị Thương bữa giờ ở đâu à? Chị thế là đem con lên viện. Hôm nay mấy chú mới về nhà đâu. Con mới đỡ một tí hơn là may là có đem con trai cả lên viện ấy, không chắc cả nhà trôi hết rồi, cũng còn ai sống không. Còn bây giờ không biết ở đâu. Về thì không, vừa rồi thấy mẹ vừa thấy con. Bây giờ ở nhờ hàng xóm thôi anh em. Bây giờ chị Thương chỉ còn hai mẹ con thôi đúng không? Đúng rồi, còn hai mẹ con. Hả? Con trai lớn bao nhiêu tuổi bữa nằm viện á? Nằm viện vẫn như viện mà. Năm nay lớp 9 đúng không? Lớp 9. 14, 15. Chưa xong tuổi sinh nhật 14. Mới tính 14. Bé vẫn còn đi học chứ hả? Đang học ạ. Mà năm nay mới vào lớp 9 ạ. Ở nhà mẹ. Chị cố gắng cho bé đi học nha. Vâng ạ. Chị Thương hả? Vâng ạ, em tên là Hoàng Thị Thương ạ. Dạ. Nhất định là phải đi học chị hả? Vâng ạ. Bây giờ khó khăn cũng phải cho con đi học chứ bây giờ làm nào giờ. Bây giờ cũng nhờ chính quyền làm sao mà kiếm được cách nào an toàn cho dân ở, giờ dân khổ quá. Cái theo đường cháu khi nào em ngồi đấy có khi nào bà với con chị kêu theo đường kêu gọi về và hai bố con là ai? Hai bố con em cậu trôi đi thì bây giờ họ vớt được đem đi viện cấp cứu. Em cậu của chị này là ở chung nhà hay khác nhà? Ở chung nhà. Giờ trong nhà mình tổng cộng bao nhiêu người á? Ba mẹ con của chị và mẹ của chị là 4. Rồi ba anh trai, ba anh trai nữa. Một em cậu nữa, hai cậu nữa, tất cả là hai em cậu. Hai anh trai, hai em trai là 6. Em cậu. Rồi. Hai anh trai, em có hai em trai, hai em cậu. 4 là vậy là gia đình chị Thương có 5 người. Không, một cháu nữa. Đúng rồi. Mẹ của Thương có 5 người con. Mẹ của Thương có 5 người con. Chính khẩu. Thì có 7 người lớn. Hai đứa trẻ là con của Thương đúng không?
ba đứa trẻ. Hai anh đó chưa có gia đình hả? Chưa. Rồi hai anh đó sao rồi? Vẫn khỏe. Là đi làm thuê ở nhà. Hay đi làm thuê đấy. Còn ở nhà bốn người, còn lại ở nhà bốn, còn bốn người thì mất hai, còn hai, mất hai còn hai. Là bị thương còn hai, bị thương. Đang cấp cứu ở đâu rồi? Bảo Yên. Bảo Yên bệnh viện Huệ. Ừ. Là ổn rồi phải không? Vâng. Ừ. Còn hai bà cháu đó tìm ra rồi đây. Ừ. Là rất là xa luôn. Cách đây 7 cây số luôn đúng không? Đúng rồi. Tìm bà thì ở gần gần đây thôi nhưng mà cháu cách 7 cây số. Là sáng nay là tìm được đó. Ừ. Ngay từ đầu khi mà bà bán phở quyết định đến bản nũ á, thì bà bán phở cũng xác định á, là đi tay không và cái cần nhất là tái thiết cuộc sống của bà con. Mà bây giờ thì cũng chưa biết, hỏi ao pháo thì cũng biết rồi, là tình hình thì cứ là chưa biết ở đâu, đúng không? Bây giờ nhà nước cũng chưa nói cái gì hết, mọi người vẫn đang là đi ở nhờ và vẫn đang trong giai đoạn là ma tay cho nó xong. Nhưng mà càng lúc thì cái tỷ lệ số người tìm được càng thấp. Như con trai của Thương là tìm cách đây tới 7 cây số đúng không em? Nó gần ra cửa sông luôn rồi. Nhưng mà nó có cái thủy điện chặn lại ở sông không? Không phải ở thủy điện từ đấy, kiểu nước ứ lại thì là nó người mới lại ứ lại đấy thôi. Thủy điện kiểu lúc đấy nước tâm ứ lại thì là đến đầu cuối ngòi rồi, gần ra sông rồi. Thường thì thủy điện nó có cái chặn thủy lại mà. Đấy, thủy điện ở bên trên chị ạ. À. Cửa ngòi đây là bên dưới. Bên dưới cái thủy điện. Vậy là bên dưới thủy điện. Vâng. Vậy là không. Nếu mà trên thủy điện thì mình mới dễ đúng tìm rồi. Đúng không? Nó có bên dưới thủy điện. Nó có chặn lại. Còn này bên dưới thủy điện thì ra sông. Vâng ạ. Là bé cũng là đã ra suýt chút nữa là ra sông rồi. May mắn là tại vì là có cái cột nhà rồi cây cối rồi thì may là chắn lại được cháu, chứ còn không người ra sông thì cháu rồi. Như vậy thì cái xác sức bây giờ thì lực lượng là vẫn tìm kiếm. Vâng ạ. Rất là nhiệt tình, quá là nhiệt tình luôn. Bây giờ tìm kiếm nhưng mà các cán bộ chức năng rồi các chú bộ đội. Bây giờ thì trong cái tang thương này thì bây giờ bà con có mong muốn cái gì ạ? Em mong muốn là mai sau này di rời cái chỗ này đi để ở chỗ khác cho an toàn hơn ấy. Chỗ này bây giờ không có một nhà nào là an toàn cả. Không, cái đó là nhà nước đã chọn rồi. Vâng, tất cả là trên đồi là chỗ nào cũng có nứt nở và nó sẽ có nguy cơ là sạt không biết ngày nào thôi. Còn bây giờ cũng không mong gì hơn đâu chị ạ. Mình gia đình bây giờ làm sao mà có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng ấy. Mình làm cái nhà cái cửa để sau này còn con cháu rồi nó học hành chứ bây giờ. Bây giờ mình phải giải quyết việc đầu đấy. Tiên cho là bé đi học chứ chị. Bây giờ thứ nhất nhà cửa thì chưa biết ở đâu nên chưa có nói được đúng không? Bây giờ thì nếu mà bé đi học thì sao Thương? Bây giờ em cũng gia đình thì rất hoàn cảnh, bây giờ nhà không có nhà ở em chưa biết như nào nhưng mà em cũng phải cố gắng cho con đi học thôi chị ạ. Điều đầu tiên là cho con đi học. Nhưng mà chị muốn hỏi là bé vẫn đến trường được phải không? Vâng. Nhưng mà em cũng bây giờ thì gia đình thì cũng rất hoàn cảnh thì em cũng phải cố gắng cho con đi học chứ biết làm sao bây giờ mới bảo đầu lớp 9 thôi chị ạ. Đó là quan trọng nhất. Vâng. Nhà trường có hỗ trợ sách vở gì không? Sách vở bé còn không? Chắc hỗ trợ nhưng mà chưa đâu ạ. Không biết chưa. Khi nào đi học lại? Bây giờ thì chưa đi học cũng chưa biết. Bây giờ trường vẫn chưa cho các cháu đi học đâu. Chưa nói chung là bây giờ chưa có một cái thông tin gì hết. Vẫn đang trong giai đoạn là cố gắng hết sức. Tìm kiếm lực lượng quân đội vẫn còn ở đây rất là đông. Vẫn là tìm kiếm được người ma chay cho xong cái đã. Lúc nào đi học thì bọn em cố gắng đi cháu đi học. Nhất định là cho bé vẫn cho bé đến trường ha.
Anh chị và các hàng thường mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình em ạ, em cảm ơn chị ạ. Thật sự là chưa giúp gì mà. Nhưng mà sau trước sau gì thì cũng có các mạnh thường quân giúp đỡ. Thì gia đình nhà em rồi nói chung nói riêng rồi tất cả làng Lũ nói chung tất cả mọi người tất cả ai cũng gọi là mất hết nhà cửa cũng không còn cái gì, cũng mong các nhà thường quân mọi người giúp đỡ trong làng Lũ nhà em, thật là em đau thương quá. Mình có nghĩ tới là mình cần những cái gì chưa ạ? Bây giờ cái phút này mình em cũng nghĩ là em cần cái gì cần giờ nhất là có nhà ở, có chỗ ở ổn định đã thì cần đi lúc cái tiếp theo chị. Thôi thì bây giờ mình cứ thứ tự như vậy đi. Trước nhất là cho con đi học cái đã, ở thì mình tạm thời ở nhờ rồi đúng không? Còn nhà ở thì phải chờ nhà nước sắp xếp đúng không? Đó. Bây giờ trước mắt là con cái đi học có gặp khó khăn gì không ạ? Nói thật là bây giờ không có một cái gì để phương tiện đi lại, còn không có xe cũng trôi đi hết, không có một cái gì, mọi nhà cửa trôi hết, không có một cái gì hết. Sách vở cũng trôi hết, cây giấy tờ gì quan trọng trôi hết luôn. Thì người còn mất cho nó thì cái quan trọng giấy tờ. Phương tiện đi lại cũng không có chị ạ, bây giờ trôi hết, phương tiện đi lại cái gì trôi hết, không còn cái gì hết. Bây giờ cháu đi học còn không có phương tiện cơ. Không có một phương tiện mà từ đây đến ra ngoài đấy 5-6 cây số đi học. Không có phương tiện gì hết. Đi học ra đó là 6 cây số, 5-6 cây số. Đó là cấp 2 hả? Còn cấp 1 thì sao? Cấp 1 cũng thế, ở đấy hết. Ờ. Ra đấy hết. Vâng. Ra ngoài cây 10 hết chứ còn ở đây là mình không có trường. Thôi bây giờ bà món phở đi xuống một xíu. Đó. Nói chung là đã tới ngày thứ tư rồi. Nhưng mà bà con thì vẫn tập trung ma tán đó đã. Giờ chưa biết gì hết á. Chị đi ạ. Cố gắng nha Thương. Bà phở cũng nói với Thương với bà con rồi. Rất là nhiều người cả nước cũng cả trong và ngoài nước đều cũng hướng về bản nũ, làng nũ cũng như là những bà con nơi thiên tai. Bà con cũng hiểu được điều đó. Cái nếp sống của bà con từ xưa giờ nương tựa nhau rồi. Thì bây giờ bà con cũng giúp nhau nhiều lắm. Và cả chính quyền, cả mọi người, mọi cái ai cũng đều tập trung được giúp đỡ ở bản nụ này, bản nụ chứ. Nhưng mà phải nói là không còn cái gì. Không còn cái gì. Mình không hình dung được cái câu không còn cái gì đó ha. Không còn cái gì đó. Không hình dung được. Chỉ cần một thứ duy nhất đó, đó là tiền thôi. Nhưng bạn bè rồi vẫn đang cứ tập trung xin tiền thôi, chứ còn chưa ước lượng được bất cứ một cái gì luôn á cả nhà. Rồi khả năng tới đâu thì giúp tới đó thôi. Nó sự có mặt của những người như bà Bán Phở nó cũng giúp ấm lòng cho bà con một phần. Cho dù là bà con chưa nhận được sự giúp đỡ nào, nhưng bà con hồi nãy cũng gửi lời cảm ơn rất là nhiều. Rất là nhiều đến tấm lòng của mọi người để dành cho bà con. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài này một xíu. Bà Phở xử lý cho xong cái flycam. Cả nhà ơi, bà Bán Phở đã đi ra lại tới đây rồi. Ngay là ngày đầu ha. Hồi nãy là chúng ta coi video là từ ngoài kia ha. Hồi nãy tới đây là đầu khi mà tới ám ảnh bà Bán Phở, một chiếc xe người ta cái hòm á nó chất lên cái xe Honda đó, xe máy á. Bây giờ thì bà Bán Phở ra lại chỗ này đây, giờ này là giờ trưa rồi, bây giờ là 12 giờ, đúng 12 giờ nha cả nhà, đúng 12 giờ. Hòm hiện tại thì không biết có thêm tìm được ai không. Sáng giờ thì được hai bà cháu, và hồi nãy chúng ta thấy rồi đó, một cháu bé đó chuẩn bị chưa có huyệt á, đang chờ đào huyệt đó. Hòm thì đã đầy đủ rồi. Hôm trước á, hai ngày trước thì chờ hòm, nhưng mà hôm nay thì hòm chờ đó. Không biết là có tìm thêm được không. Mới nghe nói phong phanh hai người, người nói không có. Đây.
Giờ này là giờ mọi người ăn lấy sức để tiếp tục tìm kiếm nha cả nhà. Bây giờ thì trưa, nhiều người đã tới nơi, báo đài vô tới. Hồi sáng thì hồi nãy cách đây hơn một tiếng thì ít người hơn. Mọi người đã rất là lo lắng theo dõi từng bước đi của bò bán phở. May sao ra đây có sống á cả nhà, chứ còn cũng khó khăn lắm. Bây giờ các anh chuẩn bị đi. Đấy, anh chỉ huy đoàn nhất là thay mặt cho tìm xa không chị, cách đây xa không? Dạ. Đây đi dọc đường đi thế này. Hồi sáng giờ được hai bà cháu thôi hả? Dạ. Hồi sáng giờ được hai bà cháu thôi đúng không? Chụp tấm hình kỷ niệm, cảm ơn chị Hoàng Hường. Bọn phải đoán thôi nha, bọn phải nhìn mặt thì biết thôi. Chắc là Hoàng Hường đó. Đi bộ hả ta? Chắc có xe ở ngoài không? Nắng nóng đến nỗi mà cái iPhone của bò bán phở nó báo nhiệt độ rồi cả nhà. Đó. Đó. Bây giờ nó tắt luôn rồi. Đó, xa xa kia chúng ta thấy đó, tìm kiếm đằng xa kia kìa. Chúng ta đi tới đó thử ha, nắng lắm. Trong video chúng ta chỉ cảm nhận được cái hình ảnh thôi, chúng ta không có thể nào mà cảm nhận được, nghe được cái mùi hương ở đây. Cái mùi ở đây, xin lỗi, không có hương. Cái mùi ở đây nó tanh. Bước tới làng là nghe cái mùi, cái mùi của xác chết đó cả nhà. Nó ám ảnh, nó kinh khủng lắm. Nó kinh khủng lắm. Ở đây có lẽ là trước đây là một căn nhà hả? Phải không? Không biết nữa nha, không phải nha. Tại nhìn tưởng đâu cây, nhưng mà không phải. Những cái gốc cây to nó về ở cả nhà. Bên trái á. Chiếc xe không máy. Thì cái cây to thiệt là to kìa. Cây to luôn nè. Sức mạnh kinh khủng khiếp. Cây to kìa. Kinh khủng khiếp. Trước đây ở đây có nhà không anh? À cái này bọn em không biết được. Không biết hả? Không phải người ở đây. Ừ. Đó. Tuốt từ xa đó cả nhà. Từ xa đó. Bữa nay flycam bò bán phở không quay được nha. Sorry mọi người. Bây giờ thì chúng ta trở lại cái chỗ em thương mẹ của cháu bé ở trong hòm nha. Bé sinh năm 2019, ngày 6 tháng 8 năm 2019.
Sơ bộ như vậy. Sơ bộ là đánh giá là tặng, nên thế là sẽ nghiên cứu theo, nghiên cứu lại và sẽ tiếp tục. Phải quyết tâm sớm nhất để hoàn thành trước 30 tháng 2 theo đúng tinh thần chỉ đạo. Không, nhưng bản thân mình có đặt cái gọi là cái hạn là cứ trong tháng này là phải tìm được địa điểm này, 3 tháng tới là xây dựng. Bây giờ bọn anh không thể nói là trong tháng này chỉ một lần nữa, mà cũng là phải trong tuần này. Đến hôm nay là thứ 6 rồi thì từ giờ đến hết tuần này là chủ nhật là phải chốt được cái vị trí đó để triển khai ngay. Chủ nhật là vẫn phải chốt được. Đấy, chứ không phải là trong tháng này luôn. Không phải trong tháng này nữa. Dạ. Cái dự kiến là sẽ trước mắt đến 31 tháng 12 là sẽ xây dựng trước tạm thời là bao nhiêu căn nhà? Phải xây dựng đảm bảo đủ cho 37 căn nhà cho các hộ dân này ở theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng, không có thể trước là bao nhiêu nữa. Và ngoài ra là một số những cái nhà mà nó họ là nằm trong cái khu mà gọi là có nguy cơ thì mình sẽ tiếp tục mình xây dựng bổ sung thêm tiếp được không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta không biết có nghe rõ không, bọn cỏ cũng không biết chức danh của cái sếp đó vừa rồi là ai luôn, nhưng mà là nhà nước sẽ tái định cư một khu mới và xây nhà cho dân lại. Còn đó là về phần nhà, còn như chúng ta biết đó, cuộc sống mà nó chỉ có cái nhà không, nó còn nhiều thứ khác nữa. Tóm lại ý của bạn phải là nhà nước lo được cái nhà đi thì bà con cũng vẫn rất là cần sự chung tay của chúng ta nữa. Nó cũng là nó ấm lòng cho bà con lắm, đỡ đau lòng lắm cả nhà, đỡ đau lòng lắm khi mà mất đi người thân quá nhiều, mất tất cả, làm sao bà con có chiếc xe máy để đi nè, rồi chiếc xe máy là như đôi chân vậy mà. Ôi, rồi có con trâu, rồi mua đàn gà, con lợn, ôi, nhiều thứ lắm cả nhà. Có một tình không chính thức và khá là cho chúng ta an tâm, và bọn tôi cũng dự đoán trước với mọi người. Có thể là nhà nước sẽ tái định cư vào xây nhà và cách đây khoảng hơn một cây số, cách cái nhà văn hóa này khoảng một cây số, nghĩa là cách cái bản cũ khoảng 3 cây số. Hôm qua là nói hơn 50 người, hôm qua, vậy là thông tin đó là chính thức à? Đúng rồi, chính thức. Bác em vừa là hỏi với các bác giao thông công an mà. Ừ, bác công nói sao? Tỉnh. Bác nói sao à? Là còn bao nhiêu người? Bây giờ là bác bảo là còn khoảng hơn 40 người nữa. Đấy, hơn 40 người nữa là chính xác. Ừ. Và từ tìm đến sáng nay là tìm được 49 người. Tổng cộng từ bữa giờ tìm được 49 người rồi. Đúng rồi. Chị. Còn khoảng hơn 40 người nữa. Đấy. Ừ. Tìm cái khu vực nào anh? Chứ chiều nay là 100 người bên quân đội xuống nữa. Để đào bới tìm tiếp. Là cái việc tìm kiếm là bằng cách là cứ đào thôi ha. Đúng rồi, và bây giờ họ đang đào những cái chỗ làm có thể dễ tìm dễ đào nhất, còn sau này họ người ta sẽ bắt đầu người ta sẽ tìm lần lượt từng chỗ một. Dạ. Lần lượt từng một thì mình thì mới ấy được. Đi xuống, đang đi xuống bờ suối nè. Thì nó có cái máy xúc ở dưới đây. Đâu anh? Máy xúc rồi. Đó, cái máy xúc kia. Máy múc rồi. Đó. Là của dân đó ha. Của dân nó bị bánh kìa. Máy nè, đấy nó vật nát ra như thế cơ mà. Ừ. Kinh khủng ha. Đấy, từ đấy, em nhìn nó bật ngàn cái kia rồi mà, thấy không? Ừ. Nguyên một bản làng. Mấy đứa Hà Nội đang quay đây nè. Ừ. Bây giờ chúng ta vô lại bên trong nha cả nhà. Đó, hồi nãy là một đoạn đường dài vậy nè, chiếc xe chở cái hòm lúc vừa tới á, nó lên chỗ cái dốc này nữa, trời ơi. Mới vừa tới mà nó dập vô hình ảnh cái chiếc hòm trên chiếc xe máy vậy. Trời ơi, bỏ rụng rời luôn rồi, cộng thêm cái mùi hôi thối của những sinh vật mà bị chết á. Người giờ còn vùi ở dưới, sợ còn người chứ, người còn mấy chục người nữa cơ mà. Thì em chỉ dám nói là sinh vật thôi đó. Em đâu có dám nói gì đâu. Kể cả người, kể cả trâu, bò, gà, vịt, heo, nói chung là đau thương quá. Không dám tả chi tiết. Đẹp chưa? Một bản làng của người Tày rất là đẹp. Bây giờ đã xóa sổ hàng cây, nhà sàn. Người Tày người ta rất là yêu thiên nhiên, rất là thẩm mỹ. Đây, cây khế nè, cây khế cổ thụ đẹp chưa? Bây giờ bọn phở muốn quay lại cái chỗ này ha, để quay cận cảnh một xíu lại cả nhà. Không có flycam á, cho nên là hồi nãy nghĩ là sẽ bay phải flycam nên không có bay chi tiết để chúng ta hình dung được ha. Giờ trở lại cái điểm đó. Đây. Không có flycam chúng ta thấy mà nó
đây là trực diện luôn á, trực diện nó bị trượt đó. Nó đẩy một cái lượng đất khủng khiếp thì cũng đẩy xuống hẳn cái này luôn, ghê thiệt. Mà nó trượt như kiểu nào mà người từ bản này trôi ra ngoài thủy điện đấy. Ôi ghê vậy. Vâng, nó phải trôi khoảng bao nhiêu, 6-7 cây gì đấy. Đây á, đây đây thì 9 cây á. 9 cây á? Là gần nhà anh á hả? Anh thấy luôn hả? Không, có nghĩa là bọn khi mà sạt lở đấy thì bọn cháu là mình đi ra suối để xem là lượng nước nó có nhiều không ấy. Thì thấy trâu bò này, cột nhà này là cứ trôi theo suối rất là nhiều. Và trong đi có cả người luôn. Và có những người mà người ta mắc lại ở những cái ngầm ấy là nhìn thấy cả chân cả tay. Nhưng mà lúc đấy nước to quá cũng không biết làm thế nào là mình có thể mà vớt được. Kể cả các cơ quan như công an thì người ta cũng đến là người ta chỉ xác minh, xác nhận đấy là người thôi. Người ta cũng không dám ra. Tại vì nước, cái dòng nước chảy rất là lớn. Mà chủ yếu thì vớt được ấy thì là dân nhìn thấy. Dân đi theo các con suối ấy, theo bờ suối là người ta nhìn thấy người, người ta báo với các chính quyền thôi. Còn chính quyền thì lúc đấy thì họ cũng chỉ gọi là có trách nhiệm là như kiểu là đảm bảo cho cái an ninh của cái chỗ mình mà được giao phó thôi. Người ta sẽ không đi lại nhiều ấy. Thì người ta dân báo thì họ sẽ đến, họ sẽ vớt lên để đợi người nhà ở trong này họ ra. Nhưng mà ở trong này họ chết hết rồi thì không có ai đến nhận thi thể, để đến tầm 1-2 ngày thì mới thông đường. Với lại ở đường từ trong này ra đến ngoài kia là tắc hết, không có đường để đi. Mà ở trong này thì họ sẽ tập trung tìm kiếm ở trong này trước, rồi họ mới ra ngoài kia. Thì lúc đấy thì chính quyền họ sẽ mở đường. Mở đường lúc đầu thì nước rất là to, qua các ngầm ấy thì là họ sẽ phải đi vòng qua đường đồi đi qua được. Nhưng mà hình như là 2-3 ngày gì đấy, 2 ngày. Lúc đấy nước bắt đầu rút xuống thì máy xúc sẽ thông các ngầm để cho xe đi qua. Thì lúc đấy dân, anh em ở trong này họ mới lấy ô tô để lấy xác của những người mà mất trôi giạt ra ngoài kia về trong này để an táng, mới liệu. Còn bây giờ thì vẫn còn những xác mà chưa tìm thấy vùi lấp ở ngoài suối ngoài kia. Chưa tìm thấy, còn chắc là còn rất nhiều. Ngầm có phải là cầu ngầm không anh? Vâng, đúng, cầu ngầm, những cầu ngầm mà mình đi qua ấy. Như vậy là liệu cái những cái xác đó có được chặn lại bởi ngầm không? Có khi nào nó ra sông hết không? Nó tràn qua hết. Nó tràn qua là, nhưng mà lúc đấy là nước sông nó xả rất là to. Nước nó sẽ đọng lại vào trong suối, lúc đấy lượng xác nó sẽ ứ lại từ đoạn đầu sông vào đến đoạn mà nước ngập lên thì nó khoảng tầm 1 cây số là nước ngập mênh mông, là tràn hết. Lúc đấy chỉ có nhìn thấy xác trâu bò này với gỗ của những nhà mà ở trong này họ trôi ra, toàn gỗ hết. Có nghĩa là lực lượng cứu trợ đi còn có thể bước trên gỗ để đi, không cần đi ấy thuyền. Mà tại vì quá nhiều gỗ với nhà luôn, là nó mênh mông, nó là phía ngoài đó đó, phía gần chỗ ngầm đó, cái chỗ lúc nãy mình đi qua đấy, chỗ lúc nãy mình đi vào đấy, là ở đấy là nó ngập hết, nó ngập bằng, có những nhà mà ở trên đồi nhưng mà có thể ngập đến 1-2 mét lên đến nhà xây luôn. Nếu mà tính từ mặt lòng suối mà lên đến cái mức đường nước ngập nhá, nó phải rơi khoảng 15-20 mét từ lòng suối đổ lên là ngập hết. Lúc đấy là dân ở trong này là cũng không thể đi ra được, chỉ đi đến cái đoạn bây giờ là công an đang ở đấy, công an nó đang thường trú ở đấy, xuống đấy một đoạn là nước nó sẽ dâng lên đến đoạn trên đấy, là nó dâng vào theo suối là 1 mét nước, à một cây số là nước dâng vào đấy. Thì trâu bò với các thứ đấy, là cột nhà vẫn có cả xác những người mà bị chết trôi giạt từ trong này trôi ra. Khi mà những người ta đi vớt con trâu ấy, là cũng có thể có người là đang vớt trâu lại nhìn thấy người nổi lên, là người ta vớt luôn cả người vào luôn, là rất là sợ. Nhưng mà những người đấy thì họ lại có kiểu họ không kiểu sợ lắm ấy, sợ xác. Còn bình thường thì
Nhưng mà những lúc này thì là cái sự mà sợ xác chết nó giảm đi rất là nhiều á. Như bản thân chị cũng vậy, cũng sợ chứ. Nhưng mà khi mà bước vào đây á, vào trong một cái hoàn cảnh tang thương như thế này á, cái nỗi sợ đó không còn nữa anh. Tại vì nhưng mà một phần bây giờ là chỉ mong được tìm được. Bây giờ nói chứ mong được thấy được một cái tử thi, đúng không? Trong bây giờ tự nhiên cái mình nỗi sợ nó không còn nữa. Vâng, bây giờ cũng có nhiều, chủ yếu là dân thôi. Ở ngoài kia là dân người ta tìm thấy. Còn lực lượng chức năng thì người ta phải đào bới. Người ta đầu tiên ấy thì chỉ có dân tìm là chủ yếu. Đúng. Lực lượng công an họ chỉ có trách nhiệm là họ chỉ giám sát dân là không cho đi vào các vùng nguy hiểm, còn họ cũng không tìm kiếm. Tại vì còn quân đội thì mới tìm kiếm. Vâng, quân đội thì là bắt đầu vào đúng đêm mà sau cái đêm buổi sáng mà bị sạt đấy thì đêm là ở trên tỉnh là em nghe nói là tầm 12 giờ là tỉnh bắt đầu cho bộ đội là xuống, đúng 12 giờ đêm là bắt đầu đến huyện Bảo Yên, là huyện Bảo Yên sang đón bị sạt lở ở Bắc Hà, ở Bảo Hà là Bảo Yên mình sang đón bộ đội xuống dưới này để hỗ trợ sáng hôm sau tìm kiếm. Còn là trung ương hình như là thông đường là họ mới xuống. Trung ương là ở dưới biển 80 đấy. Trung ương lên. Lúc đó mới hỗ trợ thêm, thông đường mới hỗ trợ thêm. Với lại thêm. Có cả bộ đội ở quân khu 2 là ở Phú Thọ là đi theo đường quốc lộ 70 từ Yên Bái lên. Chứ 279 đã bị cắt đường rồi thì chỉ còn ở Phú Thọ mới có thể đi qua đây được, cho nên quân khu 2 mới được điều động qua đây. Chứ quân khu khác đâu có điều động được tới đây. Với lại cũng có cả lực lượng không có đường đi. Cảnh sát cơ động họ cũng lên, họ cũng hỗ trợ kiểu dân các thứ. Lực lượng mà tìm kiếm chủ yếu nhất là bây giờ vẫn là quân đội. Và chủ yếu là anh có thấy đào bới không? Có chứ, họ vẫn lấy cuốc xẻng các thứ đi tìm. Nhưng mà ở khu trong này thì khả năng là bộ đội tìm thấy nhiều. Nhưng mà ở ngoài kia thì chủ yếu là dân. Tại vì dân họ hay đi, người ta biết chỗ nào là nó hay quẩn xác cái thứ thì họ đi, họ không nhìn thấy. Không ai bằng chính cái người địa phương, người ta rành từng cái ngóc ngách, người ta sẽ đoán được. Và người ta với lại cái tính là bà con xưa nay là vẫn có cái văn hóa, cái nề nếp là tương trợ lẫn nhau, tương thân tương ái rồi, thì khi gặp nạn là càng phải tự nhiên, không cần ai kêu ai bảo ai nhờ, đúng không anh? Thì tự nhiên bà con đi tìm thôi, chứ không cần ai hết. Nên cái việc chức năng thì thực ra nhiều lúc họ cũng quan trọng là họ muốn giữ cái độ an toàn cho mình. Họ mỗi người có mỗi một cái nhiệm vụ khác nhau đó. Nhưng mà nhiều lúc mà bọn em thấy cái xác nó mắc ở cái tràn ấy chẳng hạn, thì bọn em báo cho công an thì họ cũng như kiểu là họ cũng, em không biết là họ có sợ hay không, nhưng mà họ chắc là họ nghĩ là thôi cứ kệ nó, đằng nào người ta mất rồi thì đợi lúc nào nước rút thì họ sẽ ra vớt. Không đâu, nó sẽ tràn trôi chứ. Dân bọn em thì có những người mà người ta sẵn sàng đi dây ra, lấy dây buộc vào người để người ta đi ra, người ta lấy xác vào trong đường để cho lực lượng công an đến nhận. Là có. Rồi xử lý phần tiếp theo. Nhưng mà lực lượng công an cũng đâu có ngăn cấm cái việc mà người dân ấy đâu, đúng không? Vâng, thì họ chỉ gọi là không cho mình đến các chỗ như kiểu là nước to các thứ. Họ với lại còn khi mà phát hiện có thi thể thì người ta, lực lượng công an cũng rất là cần sự hỗ trợ của người dân, đúng không anh? Nhưng mà thực ra thì em thấy thì công an thì họ cũng như kiểu là họ vẫn tôn trọng họ quá. Khi mà dân đi xem ấy, có thể là hỗ trợ ở đây thì, nhưng mà họ không nói tử tế lắm. Họ bảo là phải làm cái này, phải làm cái kia. Nhưng mà đây không phải là trách nhiệm của dân. Trách nhiệm chính vẫn là của lực lượng công an và các cơ quan nhà nước. Dân người ta phải có sự nhờ vả hoặc là kêu gọi thì người ta mới bắt đầu người ta dám làm chứ. Thực ra nếu mà nói về trách nhiệm thì cũng không phải trách nhiệm của họ đâu. Vâng, vẫn hay thương chứ, nhưng mà cái tình thương của người ta nó không có bằng cái tình thương của người dân với nhau đâu. Nó, cho nên thôi mình đừng có nghĩ tiêu cực. Bọn em đi theo đường là bọn em xem các thứ là cũng thấy nhiều trường hợp là công an người ta bảo mình ví dụ không phận sự thì đi về, thế là bọn em đi về hết. Bọn họ bảo là lực lượng chức năng, họ bảo là ai không phận sự thì không được vào trong này hoặc đi về.
Nhưng mà thực ra vẫn còn nhiều cái xác đấy, xong họ có nhờ là ai mà thanh niên trai trắng thì xuống hộ vớt xác lên, thì họ tự ái là họ về hết. Tại vì tự nhiên bảo người ta ai không phận sự thì không được vào đây, thì thực ra người ta đến là người ta cũng muốn giúp. Đúng tìm rồi. Kiếm, hoặc là người ta ấy mà lại bảo người ta đi về thêm, họ cũng đi về. Nó mất cái tình. Đúng rồi. Trong khi cái người ta tới đó mà không phải là vì trí tò mò. Vâng. Nhưng mà nó nói chung là hơi thiếu cái sự tế nhị, cái sự tinh tế, thiếu cái tình một xíu. Có thể là do áp lực nhiều thứ hay cái gì đó không biết, nhưng mà dù bất cứ lý do gì thì cũng không nên. Dạ. Đó là sức của dân mà. Sức của dân là rất là lớn. Dân thì rất là muốn thông thôi, tại vì muốn thông đường với lại cũng muốn tìm được nhiều ấy. Để cho cái đấy thì nó cũng tốt thôi, thì mình làm điều thiện mà. Như vậy là tình hình như vậy thì vẫn có thể là nhiều xác đã trôi ra sông hả anh? Vâng. Cái đấy thì bây giờ nó chỉ, bây giờ nếu mà tìm kiếm nhiều ngày như thế này thì những ai mà không tìm thấy thì coi như là mất tích, không tìm thấy. Tại vì bây giờ cũng có thể là nó trôi ra sông, hoặc cũng có thể nó bị vùi lấp rất là sâu, không thể nào mà tìm thấy được ấy. Cảm ơn anh nhiều. Cái độ ngập của bùn á, mình có biết nó ngập cao bao nhiêu mét không ạ? Cái này theo như em ngày xưa thì em cũng đi vào đây nhiều. Bọn em thì chắc phải tầm 5 đến 10 mét. Wow. Đất đá. 5 đến 10 mét hả? Vâng. Kinh khủng vậy. Tại vì ngày xưa ở đây nó là một bãi trũng. Nó trũng không thôi mà. Con đường con đường mà bây giờ mình có thể nhìn thấy đường bê tông kìa, là nó phải lên một cái dốc mình mới nhìn thấy nó. Ở dưới cái chỗ bãi mà mình đi vào đây ấy, thì nó rất là thấp. Dễ sợ ha. Ở dưới đây có xác con trâu chết phải không anh? Vâng, đúng rồi, có xác con trâu. Trâu thì chết nhiều lắm. Trâu thì phải chết mười mấy hai mươi con cơ. Là trôi giạt hết ra ngoài cái chỗ mà mình đi vào đấy. Anh phụ bà con luôn kìa. Xa xa là một xác con trâu đó cả nhà. Ai cũng nói đây nó rất là đẹp. Nó xác trâu còn luôn. Thương quá. Ở nhà cửa tan hoang nè. Đây. Cái này là đây. Anh ấy đang phụ, anh trải ra rồi anh phơi lúa phụ luôn. Tranh thủ cái nắng ơi là nắng kinh khủng. Anh mới đổ ra mấy bao lúa giúp để phơi. Anh nói rất là hay. Không đâu bằng chính những cái này nè, không có đâu xa đó. Đó, phải cứu lấy nó để mà có ăn đó, có cái ăn nè. Đây, những cái cây còn lại nè. Đây, chị chủ nhà kia, hồi nãy chúng ta thấy rồi ha. Gì hả? Mỗi to, con trâu to, đuôi con kia. Đây. Ở dưới bê tông này á. Ở đây này. Ở nhà này nó ụt lên này. Dưới cái đống bê tông đổ nát đó. Trung thình lên, to lắm, như cả to. Cô ấy mất hết người thân. Có một mình không làm nổi, cho nên anh mới giúp làm. Không làm nổi, nó nặng quá, không ai giúp, không làm được. Nên anh giúp làm đó. Còn mỗi đứa con trai. Mỗi đứa con trai đi làm. Nhờ nó đi làm xa. Còn nên nó mới còn sống sót thôi. Kinh khủng khiếp chưa cả nhà. Bà bán phở rất là cảm ơn mọi người đã đang rất là nhiệt tình đóng góp. Còn như thế nào tiếp theo bà bán phở sẽ có cái hành động cụ thể ha cả nhà ha. Vẫn tiếp tục tìm hiểu và hành động. Và bà bán phở vô cùng biết ơn những đóng góp của mọi người, cũng như những nhịp thở, những lo lắng, những lo toan. Bà bán phở chưa bao giờ mà cảm thấy là chiến đi một mình, nhưng mà bà bán phở luôn luôn cảm thấy rằng là bao nhiêu người đang đi cùng bà bán phở, kể cả tới người địa phương. Anh tá cũng giúp bà bán phở đi vào, cũng gọi là cải trang để đi vào, tại người ta không cho đi vào. Mình chúng ta cũng đừng có trách, tại vì mỗi người có một nhiệm vụ, người ta không biết ai là ai. Thì hai cả nhà ha, bây giờ thì cái sức của chúng ta giúp được dân tới đâu thì tới đó.
còn sống tiếp là còn cần tiền. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo ạ. Anh em bộ đồ tìm kiếm như là bằng cuốc xẻng ha. Còn mạnh quá anh, nhiều nước ở đâu mà nước nhiều vậy? Nước này còn bé tí rồi, cạn được hết rồi. Chảy xiết ghê. Cạn hết rồi đấy. Còn một cái suối như mọi khi như thế. Họ cầm cái gì vậy? Đâu? Ở trước mặt á, mấy anh bộ đội á, cây gậy hả? À, cây cán, nếu tìm được người cho anh cán, cán. Đấy là cán. Em cán đi theo đó. À, có cán, có cuốc. Rồi xe xúc đào bới hả? Bên kia nữa, xa xa, rất là nhiều nhóm. Nhiều. Nỗ lực tìm kiếm. Mấy chục đoàn. Ừ. Nước suối mạnh quá, mà nó có sạt lở tới đây ghê quá. Có thông báo nước thượng nguồn đang chảy về mạnh cả nhà ơi, bỏ phổ rộn da gà luôn, yêu cầu lên rời khỏi vị trí tìm kiếm. Yêu cầu đánh kiển. Sợ quá. Cảm ơn nước thượng nguồn này đang về nhỉ? Dạ. Đang đổ về. Thượng nguồn là đằng đó hả anh? Cảnh báo nước lại về. Thượng nguồn là hướng đó đó đúng không? Đấy. Từ cái chỗ nổ núi đó đúng không? Đấy, chỗ nổ núi. Bây giờ, này, nước bây giờ gọi là nổ núi mới đúng nha cả nhà. Nước thượng nguồn này về, không biết là kiểu gì. Đây. Mọi người đã rời vị trí làm việc rồi đó. Sợ thiệt. Quá sợ hãi luôn. Mấy múc chưa thì cho nó lên đi. Máy múc hình như nó ồn, nó không nghe hả? Nó không nghe là thông báo nước thượng nguồn đang chảy về mạnh, trời nắng chang chang. Hồi tối là mưa nguyên đêm thôi, sáng giờ nắng chang chang, nắng nổi tắt iPhone không, không vì nóng nhiệt luôn. Mà bây giờ có thông báo nước thượng nguồn về nè. Sợ chưa? Đó, đó là nhà văn hóa. Mỗi làng nó có một cái nhà văn hóa nha cả nhà. Còn bản làng dân người ta là ở phía sau cái nhà văn hóa đó. À, phải xin lỗi, đi từ nhà văn hóa đi vô nữa, bên trong đi tiếp theo vô nữa là mới là cái bản làng. Cả nhà ơi, sau khi có thông báo lũ thượng nguồn về đấy, xong rồi sau đó thì các anh bộ đội đã trở lại vị trí làm việc rồi đó.
cũng làm hoang mang quá trời ha, sợ lắm. Bộ đội đang tìm kiếm từng tấc đất vậy đó cả nhà, đó đang tìm thi thể, còn mấy mươi thi thể. Trong một điều kiện nắng nóng khắc nghiệt, đến iPhone còn bị tắt mà phải mặc áo phao đó, cho an toàn. Kinh khủng khiếp chưa? Đó, những sắc áo cam khắp nơi nơi, tìm từng tấc một. Cả nhà ơi, thôi thì bây giờ bà quán phở xin tạm dừng video này ở đây. Bà quán phở trở về cách đây hơn 20 cây số chỗ ngoài ngã ba. Đi vào đây á cả nhà, và ở kế nhà anh Tá đó, và bảo vợ cũng giống như là bà con ở đây, trong lúc này thời gian này chỉ ước mong sớm tìm được càng nhiều càng tốt thêm thi thể của người thân để mà mai táng. Việc lúc này của bà con là tìm kiếm và mai táng, chỉ mong muốn bấy nhiêu thôi, bà con không nghĩ gì khác được đó. Thì cầu mong cho tất cả các lực lượng đã quá ư là vất vả thì cũng sớm tìm được để cho bà con an ủi được cái phần nào cái nỗi đau mất mát quá lớn này, để rồi còn phải cuối cùng cũng phải đối diện với sự thật và trở về với cuộc sống, cũng phải sống tiếp thôi, đúng không cả nhà? Bây giờ thì bà bóng phở xin tạm dừng, ngày mai bà bóng phở sẽ trở lại. Các bạn cả nhà, thì gặp lại cả nhà trong video tiếp theo ạ.